Xin chào quý vị anh chị, quý nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng trên con đường tỉnh lộ 665. Hôm nay em giới thiệu một sản phẩm là một lô đất. Một lô đất là có nhà sẵn rồi. Thì em sẽ giới thiệu các hướng đi cho quý vị anh chị cùng xem. Đây, nơi em đang đứng đây là xã Gia Pia. Từ vị trí em đứng đây, đi theo hướng tây phải của em sẽ ra đến ủy ban xã Gia Pia khoảng 2 km. Và đi ra ngã ba Phú Mỹ khoảng 5 km và ra đến thành phố Pleiku là khoảng 35 km. Còn theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi ra xã Gia Tô, Gia Tô các xã lân cận. Đây ạ, và ngôi nhà chính diện chúng ta đây, ngôi nhà cấp 4. Tôi sẽ tiến vào sâu căn nhà cho quý vị anh chị cùng xem. Trước nhà thì có một khoảng sân. Sân này sân đất thôi, cũng khá là rộng. Đây, gia chủ đang phơi cà. Và em sẽ chỉ ranh giới đất của chúng ta. Đây, bắt đầu từ cột này. Đó. Bao sang qua bên phía cột góc này thì sẽ làm ngang bám mặt tiền là 12 m. Và sâu là 55 m. Đó. Ngang 12 m bám mặt tiền tỉnh lộ 665. Là 12 m. Đi vào nhà thì được gia chủ rào khá là kỹ, làm cổng này, hàng rào này. Đây, em đã tiến vào sâu vào trong căn nhà. Căn nhà của chúng ta thì đầu tiên là các chân cột này, cột nền được lát hết đá hoa từ trên xuống dưới này. Cửa này, cửa 100% là gỗ cam xe. Gỗ cam xe. Đó. Và có hai lớp. Đó. Một lớp cửa ngoài cùng là cam xe, lớp trong là lớp cửa kính. Khung gỗ cũng làm được làm từ cam xe. Đó. Hai lớp cửa. Đó. Cửa sổ cũng thế, được làm bằng chất liệu của gỗ là cam xe hết. Đây là không gian phòng khách. Không gian phòng khách khá là rộng. Em sẽ đi vào chi tiết sâu căn nhà cho quý vị anh chị cùng xem. Toàn bộ khung hộp cửa là gỗ cam xe hết. Phòng thì nhà thì có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Hai phòng ngủ. Còn đây là khu vực bếp. Rồi. Toàn bộ đồ gỗ trong nhà là gỗ cam xe hết. Đây, chúng ta có một cái chỗ kho này. Sân sau đấy. Đây. Đây, một nhà tắm này. Có một nhà vệ sinh. Sau là một khoảng sân vườn. Để chúng ta mua về chúng ta có thể trồng rau. Trồng rau, trồng cây ở đây, cây ăn trái. Với chiều ngang là 12 m, bám mặt tiền đường tỉnh lộ 665 và sâu là 55 m. Khu vực bếp khá là rộng. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Đây thì được gia chủ lát đèn đá hoa màu trắng, trên tường lát đá hoa này. Đây, toàn bộ trụ cột đỡ căn nhà được lát đá hoa từ trên xuống dưới. Đây, bờ tường lát đá hoa cương. Gỗ là gỗ cam xe toàn bộ. Trên nhà là căn nhà này có diện tích là khoảng 170 m². Đây là mặt trước căn nhà. Căn nhà khá là đẹp, rất là rộng. Được gia chủ đầu tư rất là bài bản. Có chiều ngang
bám mặt tiền đường tỉnh lộ 665 là 12m và sâu là 55m. Nếu quý vị anh chị quan tâm thì liên hệ em với số điện thoại em đã ghim trên màn hình, kết bạn Zalo. Em gửi đầy đủ thông tin như là sổ hồng, những sổ sách liên quan đến mảnh đất này. Video của em đến đây là kết thúc. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị anh chị. Nếu quý vị anh chị quan tâm thì cho em xin một like, một đăng ký, bật chuông thông báo để nhận về những thông tin mới nhất của bất động sản khu vực Tây Nguyên, Gia Lai.